Miền Bắc Việt Nam đang có đợt không khí lạnh đầu tiên của năm 2024 hai năm. Chúng ta làm cái vải sao cho nó phù hợp với thời tiết, thời vụ của từng giống vải. Cây vải mình đang quay, ánh nắng mặt trời chói chang này là cây vải u trứng trắng, trước mình gọi là tháng 3. Và mình hay dùng làm che nhà. Cây vải năm nay mình xây dựng đào đứt rễ, xây dựng nó ảnh hưởng nhiều cho ra được một đợt lộc. Và cây này từ giờ trở đi mình cũng không không khoanh, cứ để tự nhiên thôi, có quả thì có thôi, tất nhiên phải phun nước sâu, không thì sâu gióm. Giống vải u trứng trắng này nó ra hoa rất là dài, cuối mùa thu đến đầu mùa đông ra, đến hẳn mùa xuân vẫn có ra tiếp. Vậy là cây này, cái giống này nhà mình năm nay có thể là tháng nữa, thì trong cuối mùa thu ấy vải mình sẽ có hoa rồi các bạn ạ. Đó là cây vải u trứng trắng tháng nữa nhé. Khoảng tháng nữa, tức tháng là từ 30 ngày, trên 30 ngày đến dưới 60 ngày ấy, vải mình sẽ có hoa. Còn vải u hồng thì 80 ngày nữa có hoa. Tương tự như vậy. Thanh Hà thì hơn 100 ngày nữa. Còn vải thiều thì một xuân, một mùa là 90 tháng, vải thiều 100 ngày nữa có hoa. Vậy bây giờ chúng ta khoanh vải thiều, khoanh vải u trứng trắng. U trứng trắng bây giờ khoanh là phù hợp, thậm chí mình không khoanh, quan trọng là ra hoa là được. Nhưng khoanh và không khoanh nó ảnh hưởng quá trình ra hoa, đậu quả khá nhiều. Cho nên mình sẽ u hồng và u trứng trắng mình sẽ khoanh. Còn vải thiều Thanh Hà có thể mình không khoanh. Thì thời gian các bạn vừa nghe tính là chuông điện thoại của mình hẹn 2 giờ mình dậy. Thời gian bây giờ là 2 giờ 14 giờ chiều ấy, 2 giờ chiều 14 giờ thứ sáu ngày mùng 4 tháng 10 năm 2024, tức ngày mùng 2 tháng 9 năm Giáp Thìn. Bây giờ đang là cuối mùa thu, hơn một tháng nữa là mùa đông rồi. Cho tại sao đầu video mình nói là cây vải u trứng trắng tháng 3 này, cuối mùa thu là hơn tháng nữa ra hoa, thậm chí tháng rưỡi nữa, 2 tháng nữa ra hoa rồi. Bởi vì mấy hôm nay như đầu video mình nói là không khí lạnh, trời rất hanh khô. Vậy điều kiện ủ hoa của cây vải u hồng, vải tháng 3 ấy, u trứng trắng ấy, chỉ cần trời hơi se hanh khô là nó đã không ra lộc và nó ra hoa. Chính vậy, những cây vải mình đang chuẩn bị quay, 3 cây vải đằng sau nhà này này, là lộc lá nó khá nhiều. Và mấy hôm nay hanh khô. Thì hanh khô sau 3, các bạn chú ý nhé, mình cũng gọi là đầu tháng 10 nhé, đầu tháng 10 là hanh khô. Vậy hơn một tháng nữa nó ra hoa. Như hôm qua mình khẳng định trong một video là thời gian ủ hoa chỉ cần 4-50 ngày thôi. Vậy là bây giờ là đợt hanh khô đầu tiên trong năm, và rất là hanh và rất khô. Hanh khô khủng khiếp các bạn ạ. Mình làm cây cảnh cho nên cây khô nhanh lắm, một ngày không tưới cây có nguy cơ chết. Cho nên bây giờ thời gian hanh khô, rất hanh khô, cây không thể ra lộc được nữa. Và cây không ra lộc chỉ cần một trận hanh khô đầu vụ này, là sau đợt hanh khô này là vải u trứng trắng này ra hoa 30 ngày nữa, 30 ngày đến 50 ngày. Như mình hôm qua chia sẻ là 45-50 ngày sẽ ra hoa, mặc dù mình không cần khoanh, mình chưa khoanh các bạn nhé, mình chưa khoanh. Thôi mình để luôn mấy cái vải mình không khoanh thử nhé các bạn nhé, để xem lời nói của mình có đúng không. Khoanh hoặc là các biện pháp kỹ thuật, nó chỉ là biện pháp kỹ thuật mà thôi, làm sao cho phù hợp. Cũng giống như hôm qua các bạn chia sẻ trong một tin nhắn mình nhắn ấy, cây vải ra hoa đậu quả nó là quy luật tự nhiên, đó là quy luật sinh tồn. Nó ra hoa đậu quả để duy trì nòi giống. Khi chúng ta làm là chúng ta phải hiểu cái bản chất của nó, hiểu cái đặc điểm thực vật của nó làm sao cho phù hợp. Thì bây giờ mình nói về khoanh vải. Kể cả khoanh lâu, thậm chí khoanh luôn cả năm luôn, có nghĩa là nhiều cái vải giống như chúng ta chiết ấy, nó không ra hoa. Mà sau khi đậu quả xong, hái quả chúng ta khoanh chưa chiết, thu hoạch quả xong chưa chiết, không ra một lộc nào, nó vẫn ra hoa đậu quả các bạn ạ. Nhưng làm sao cho hiệu quả? Đấy, có nghĩa là vải chúng ta gần như không có lộc, lộc từ năm ngoái. Sau khi đậu quả xong, chúng ta bẻ đi để lấy quả, xong chúng ta khoanh luôn. Chúng ta khoanh để chiết, không ra lộc và cây không thành công, nó vẫn ra hoa. Có nghĩa là cây vải ủ hoa 2 năm cũng được,
từ 2 năm làm lộc, lộc ra 2 năm nó vẫn ra hoa bình thường. Nhưng cái hiệu quả của nó như thế nào nó quan trọng. Còn nhiều anh em khoanh sớm hay khoanh muộn không quan trọng. Chúng ta mà khoanh sớm, lộc lá nó nhiều, đúng là khoanh đủ khoanh sớm mà lo cây vải nó lộc nó dài, hoa nó dài, quả thưa, quả rụng, thì chúng ta sử dụng các kỹ thuật là khoanh rộng. Hoặc nếu các bạn sợ khoanh rộng mà cây chết, khi chúng ta khoanh rộng, gặp những ngày trời khô như bây giờ, thì chúng ta tưới nhẹ một chút hơi ẩm ẩm. Đấy. Còn nếu chúng ta không dám khoanh rộng, sợ cây chết, chúng ta khoanh vừa bình thường, khi vải ra hoa đều là chúng ta khoanh nhẹ lại mịn mép dưới. Người ta gọi là khoanh nhẹ lại lần thứ nhất. Lần thứ nhất, khi cây vải đậu quả đều thì chúng ta lại khoanh nhẹ lần thứ hai. Thì lúc này tất cả những cây vải chúng ta khoanh sớm làm lộc già, chúng ta vẫn có thể làm được vải sai chùm. Tuy nhiên chúng ta phải mất công chăm sóc nhiều. Đấy. Vậy thứ nhất mình chia sẻ với anh em và các bạn, vải khoanh sớm khi đã đầy đủ lộc và không muốn làm lộc nữa thì chúng ta sử dụng biện pháp kỹ thuật khoanh rộng, tưới giữ ẩm những ngày trời hanh khô. Thứ hai, không khoanh rộng, khoanh mịn có nguy cơ ra lộc, hoặc là vải ra hoa dài không đậu quả thì khi ra hoa đều chúng ta khoanh mịn lại, đậu quả xong khoanh mịn lần hai thì vẫn giúp cho vải nó sai quả. Thứ hai, nếu vải chúng ta thành thục bánh tẻ trước khi 45 năm ngày theo công thức của mình, chúng ta khoanh thì không có gì nói. Giống như những cây vải mà u dương trắng ở đằng sau nhà mình chưa khoanh nhưng mà đang hanh hao, nó phù hợp thời gian ra hoa, thời gian ủ hoa thì nó sẽ ra hoa. Đấy, nếu chúng ta không khoanh. Còn trường hợp mà chúng ta vải làm lộc muộn, như mình đây, những cây thanh hạ u hồng đây, mình làm lộc rất muộn, bây giờ chưa ra nhưng mình cứ cho ra thân vườn nữa. Đấy. Thì nếu như lộc muộn, bây giờ những cái vải mình đây, lộc muộn, ra muộn đúng không? Lộc này ra muộn, bây giờ chưa ra. Mình quay cây này đây. Thì cây này mình mới hôm nọ hôm kia mình quay chưa ra đâu. Chỉ hai vào hôm sau, ra ngay, ra ảo như nước lũ luôn. Đây. Nếu giả sử mà các bạn cây vải mà khoanh sớm này, thì mình vừa chia sẻ này, mà ra khớp thì không nói rồi. Mà cây vải ra muộn thì chúng ta đang phải dùng các kỹ thuật mình vẫn chia sẻ từ trước rồi. Cần cây vải ra ngay, nhanh, ví dụ cây nhà mình nhưng mình chưa dùng nhá. Cần muốn ra nhanh thì chúng ta phun phân bón lá, thậm chí cho chất kích thích. Đấy. Và phân bón lá dầu đạm, khi nó ra đều này thì chúng ta lại chuyển sang dùng các sản phẩm dầu lân kali, mình ví dụ MKP. Cho ra đều này nhá. Nếu chúng ta phun MKP nồng độ cao nó rụng luôn lọc nhá, trời hanh khô này rụng luôn. Nhưng ta phun bằng 50% đến 75% thì chúng ta phun thì nó không rụng, làm lộc này ngắn và lá nhanh xòe. Thì khi chúng ta phun kali vào, kali ức chế lộc, nó làm cho cái lộc này không phát triển nữa, lân vào thì làm cho lá nó nhanh bản, to rộng và nó xòe nhanh. Và MKP chính là chặn đọt và ủ hoa đấy. Đấy. Chặn đọt làm cho lọt lá không dài và lá nhanh già và hoa nó tạo điều kiện cho cây vải. Nó phun kali vào, nó chuyển cái chất dinh dưỡng từ các bộ phận khác lên lá rồi lân, nó làm cho lá to dày và nó nhanh già. Hoặc kể cả như cách của mình làm thôi, anh em không ai làm, cả Việt Nam mình không ai làm, đó là khi chúng ta ra lộc chúng ta khoanh cả lộc non cũng được. Đó là mình làm nhiều năm. Khi mình khoanh lộc non, đang những cái lá này giống như là khoanh lộc, khi lộc non nó giống như chúng ta dùng MKP, dùng MKP ấy, đang những cái lá này nó dài đúng không? Nhưng để tự nhiên nó lâu mới già là chúng ta khoanh lộc non thì ép cái lá này nó phải nhanh già. Đang những cái này, ví dụ các bạn xem lại cái video mà ăn dày ăn cả tất 16 tháng 10 mình mới kích lộc, thì 30 tháng 10 sau 15 ngày, 14 ngày mình đã khoanh. Khoanh khi lộc nó còn non đỏ, còn đang nhú này, sau quả rất sai. Đấy. Thì có bạn Vũ Huy gì đó, bạn ấy nói rất nhiều cái. Thế là tại sao trước mình không đăng các hội phây, rồi sau mình, hôm qua mình đăng, mình gỡ hết cái video của mình, gỡ hết bài đăng, bài chia sẻ của mình. Bởi vì thật ra nói thật, mình là người vào phây, tất cả từ hội trồng ruối, hội folicam, hội các kiểu hội ấy, anh em vào đấy toàn là mưu kích nhau thôi. Mọi người chia sẻ, mình chia sẻ những cái kích của mình lên thì mọi người lại nói là mình nói phét, là mình thế này thế kia, là mình vân vân làm màu. Mình giận lắm, cho nên bây giờ chắc là mình chỉ đăng phây cá nhân cho vui, rồi đăng YouTube thôi, mình không có ý chia sẻ anh em trên phây đâu. Chia sẻ để anh em cùng nhau giao lưu học tập, nhưng mà tất cả các hội phây mọi người vào chi để châm chọc nói khoái máy nhau mình chán lắm.
mình chia sẻ, hỏi xong mình chia sẻ lại bảo mình nói màu nói mía để làm gì mình chịu, không biết mọi người nghĩ kiểu gì. Đây nhá, những cây này bây giờ mình khoanh ngay cũng được nhá. Đấy, còn khi chúng ta mà làm lộc muộn này, vải không kịp già này, ngoài sử dụng phân NPK dầu đạm hoặc chất kích thích phun cho nhanh ra lộc, rồi dùng MKP ức chế lộc nó không dài nữa, nó già dài nhanh, thì chúng ta dùng khoanh cũng là cách để làm cho vải dài nhanh. Ngoài trừ khoanh ra chúng ta còn dùng cách là tạo khô hạn. Mình ví dụ như cây vải ẩm ướt, nó lấy đạm lấy phân vào nhiều, nó sẽ rào lọc dài, nhưng mà khô hạn thì lộc nó không dài được, nó cũng nhanh, cây vải nhanh ra lộc, nhanh già. Đấy, vậy thì mình chốt lại như sau: nếu cây vải chúng ta đủ lọc, chúng ta không can lọc, làm như hầu như tất cả mọi người là chúng ta cho ra lọc ngẫu nhiên đủ 3 lần lọc hoặc lọc dài 2 lượt, tùy. Đã đủ lọc, chúng ta không có ra lọc nữa, chúng ta khoanh sớm, rất ok, vải ra hoa nhàn, đỡ đảm bảo phải khoanh phải làm lọc vất vả, thì chúng ta khoanh. Có ai làm cái gì đấy, cây que lộn xộn đây nhỉ, nhà mình làm gì đâu, ai vào đây làm gì mình chẳng biết được. À, chắc vợ mình đào khoai. Rồi chúng ta khoanh lộc già, khoanh lâu, muốn sai quả vẫn ra hoa đậu quả bình thường. Một là khoanh rộng, nếu khoanh rộng sợ cây chết thì những ngày trời hanh khô chúng ta tưới nhẹ để giữ ẩm, cây không chết. Thứ hai, chúng ta không sợ khoanh rộng sợ cây chết, chúng ta thực hiện kỹ thuật bằng cách là khoanh mịn khi ra hoa đều. Thứ ba, khoanh ra đều sau khi đậu quả là chúng ta lại khoanh mịn lại lần thứ hai, là chúng ta khoanh 3 lần thì quả vẫn sai, hoa vẫn ngắn, nhưng chúng ta phải chăm nhiều vất vả. Trường hợp thứ hai, nếu lọc muộn thì chúng ta sử dụng phân bón lá dầu đạm và kích thích để làm cho lọc ra nhanh. Khi lọc ra nhanh, chúng ta dùng phân bón lá dầu lân và kali ức chế nó dài nhanh, không dài nữa, dài nhanh để chúng ta kịp thời vụ. Trường hợp thứ ba, chúng ta sử dụng kỹ thuật khoanh sớm khi lọc đỏ không kịp già để cho lọc ngắn lại. Đấy, khoanh sớm và dọn vườn để cho cây vườn nó khô hạn, cây vải nó không dài lọc nữa, nó nhanh già, và tất cả mọi cái nó đều tạo điều kiện cho cây vải ra hoa. Đấy, cảm ơn các bạn xem video nhé. Còn nếu bạn có gì thắc mắc thì mình chia sẻ lại cái video nhé. Ăn dày ăn cả tất chính là video ngày mùng 16 tháng 10 năm 2021 hay 22 gì ấy. Mình năm nay có một năm ấy, mình làm mấy cây để ăn dày ăn cả tất này. Sau 30 tháng 10 là mình khoanh luôn. Từ 16 tháng 10 hôm nay mùng 4 mà, thì là 12 ngày nữa mình kích lọc. Sau đó 30 tháng 10 mình đã khoanh khi lọc đủ các lọc cả. Đợt đấy mình rất vô tình có 5 cây. Một hai cây lọc đang đỏ, đang chưa ban tở, một cây lọc hồng, một cây bánh tẻ và một cây lọc nhú rồi. Sau tất cả những cây đều ra lọc, đều ra hoa, xin lỗi, quả đều ổn. Còn năm nào cũng thế, mình đều khoanh lọc non, lọc già, đều có dấu hiệu có quả. Còn đây, những cây vải tháng 3 đây, u dương trắng đây nhá, nó trong sau nhà nhá, mình chưa khoanh nhá, nhưng mình khẳng định hơn tháng nữa sẽ ra hoa nhá. Hay mình để không khoanh luôn nhá. Những cây vải này nó không khoanh thì nó có nhược điểm là sau nó ra hoa xong quả nó chín muộn, chân kể cả ra quả sau mình khoanh nhẹ lại nhá. Đây, quyết định để lại 3 cây này, bởi mình còn 4 cây thôi, 2 cây trước, 1 cây, 2 cây thì mình chặt đi mình xây dựng, 1 cây trước cửa thì bây giờ đến ngay hồi nhà, sân nhà thì bị xây dựng hại, nó không phát triển được. Còn lại 3 cây, thôi cứ để lại 3 cây không khoanh để làm hoa, hơn tháng nữa ra hoa. Các bạn quan sát kỹ 3 cây này, mình khẳng định 3 cây này hơn tháng nữa sẽ ra hoa, không khoanh, không gì hết, để tự nhiên. Đấy, em dừng video nhé, cảm ơn các bạn xem video.